Xin chào tất cả các bạn, mình là Eric Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ fix một cái lỗi trên giao diện nha Cụ thể ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà giao diện của chúng ta nó quá chi bị dài Thì nó đang bị cái một cái thanh scroll bar như thế này, nó khá chìa xấu đúng không nào Thì bây giờ thì mình sẽ đi phân tích tại sao mà nó lại có thanh scroll bar như thế này Cũng như rằng là hướng giải quyết của chúng ta là như thế nào trước tiên thì mình sẽ đề cho các bạn thấy rằng là một giao diện thực tế thì nó sẽ như thế nào Một giao diện thực tế thì nó giống như thằng youtube đây các bạn này các bạn để ý cho mình đấy chính là, là phần header đây các bạn này phần header của chúng ta nó là cố định cũng như rằng là cái phần gọi là cái phần ở bên tay trái của chúng ta chính là phần sidebar nó cũng cố định luôn thành ra rằng các bạn để ý cho mình rằng là cái phần nội dung này các bạn này nó sẽ có một cái thanh cuộn và nhìn nó khá chia đẹp như thế này dĩ nhiên rằng là chúng ta không đi gọi là đi CSS đâu các bạn bởi vì rằng là việc chúng ta CSS như thế này nó khá chiều tốn thời gian cũng như rằng là các bạn sẽ cần phải test trên mobile này trên các trình duyệt khác nhau thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta Google tìm thư viện để sử dụng cho nhanh nha. Thì à, trước tiên thì mình sẽ đi phân tích tại sao mà cái ứng dụng của chúng ta nó lại có thanh như thế này. Cũng như rằng là tại sao nó không có thanh cuộn ở bên trong phần body này các bạn này. Chúng ta đang cuộn ở đây. Chúng ta đang cuộn ở đây để chính rằng là, là chúng ta đang cuộn cả trang này các bạn. Các bạn nhìn ví dụ bên này các bạn này. Cái phần thanh cuộn này, phần thanh cuộn này nó chỉ cuộn của cái nội dung ở cái phần ở giữa này thôi các bạn. Này. Giống hình của chúng ta ấy. Chúng ta chỉ muốn rằng là chúng ta chỉ cuộn như thế này thôi đúng không nào. Thế ra rằng là đối với thanh scroll bar thì à, trước tiên thì mình sẽ inspect lên cho các bạn xem nha. Thì để làm điều đấy, các bạn sẽ để ý cho mình đấy chính là, là cái thằng Admin Container của chúng ta đây các bạn này Thằng này chính là cái thằng mà chứa tất cả giao diện website của chúng ta Thành ra rằng là đối với thằng to nhất này thì mình sẽ cho nó một cái nha, ở đây thì mình sẽ CSS rất nhanh thôi Thì đối với thằng này thì mình sẽ cho nó một cái Class đi, Overflow, mình sẽ để cho nó là Hidden nha các bạn đây Thì khi mình để là Hidden như thế này các bạn này Thì ở đây thì nó vẫn có thanh cuộn của chúng ta à, chúng ta đang bị à, thế thì không khéo thì mình sẽ cần phải cho nó vào thẻ body nha các bạn mình sẽ cho cái thằng lớn nhất của chúng ta luôn cho nó ẩn đi này thì ở đây thì mình sẽ cho cái thằng thằng body của chúng ta nha các bạn này thì tức là cả cái trang này thì mình sẽ cho nó một thuộc tính nha thằng thằng này của chúng ta mình sẽ cho nó đấy chính là overflow mình sẽ cho nó là hidden đi như vậy các bạn có thể thấy rằng là sau khi mình thêm cho cái thằng body ấy, thì nó đã bị hidden rồi tuy nhiên rằng là mình muốn rằng cái nội dung của chúng ta đấy chính là là cái phần thân này các bạn này các bạn thấy rằng là chúng ta không thể cuộn được cái table đúng không nào thì để giải quyết cái vấn đề của chúng ta ấy, thì ngay tại đây thì mình sẽ cần phải mở cái thằng element của mình lên nha. Chẳng hiểu tại sao mà dạo gần đây thì máy tính của mình mình vừa quay video, mình quay cái video thứ hai đấy các bạn thì nó bắt đầu nó bị lag. Thì ở đây các bạn lưu ý rằng là chúng ta bên trong cái thằng này các bạn này đây chính là, là cái phần content đúng không nào? Thì đối với phần content này các bạn sẽ cho mình một cái đây chính là overflow này, đây chính là, là scroll nha. Scroll đấy. Thì sau khi mà mình thêm như thế này thì hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có thanh cuộn nhỉ. Thì à, à chúng ta chưa có thanh cuộn bởi vì rằng là các bạn sẽ cần phải đặt cho nó một cái chiều cao để cho nó biết rằng là khi nào các bạn cần thanh cuộn thì ví dụ ở đây thì mình sẽ làm lại cho các bạn này đây này chính là cái thằng admin cần xem của chúng ta ấy. thì ví dụ ở đây thì mình sẽ hai cho nó khoảng 500 pixel nhá các bạn sẽ nhìn này 500 pixel đó sau khi mà mình đã xét cho nó một cái chiều cao ấy thì nó sẽ biết được rằng là khi nào thì cái phần này bị overflow đây này các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ chúng ta sẽ có cái phần gọi là thanh cuộn chỉ cho cái phần body của chúng ta thôi nó không ảnh hưởng gì tới cả trang của chúng ta cụ thể rằng là đây chính là cái thanh size ba của chúng ta đây các bạn thành ra rằng bây giờ hướng giải quyết của chúng ta đây chính là chúng ta chỉ cần cho cái phần scroll ở bên trong phần body như vậy là nó ok rồi thì để giải quyết cái vấn đề đấy thì mình sẽ google nhé. thì cá nhân mình thì khi mình google một cái package hoàn toàn mới, các bạn sẽ google cho mình một cái đấy chính là react này và các bạn sẽ cho mình cái từ scroll bar tức là cái thanh cuộn đấy. thì khi chúng ta google như thế này các bạn này, chúng ta nó gợi ý chúng ta một cái package có tên gọi gọi là react scroll bar này, cũng như rằng là nó gợi ý thêm một cái package có tên là react perfect scroll bar các bạn này. thì khi mà mình nhìn thấy hai cái package như thế này, các bạn sẽ nhìn cho mình cái lượt sử dụng này. Cái thằng này thì nó có 13 ngàn, còn cái thằng này thì mình thấy rằng là 147 ngàn trên tuần thành ra rằng là mình sẽ download thằng này nhưng các bạn, tức rằng là mình sẽ cài đặt thằng này bởi vì rằng là có nhiều người dùng hơn Thì à, cá nhân mình thì mình cũng chưa biết nó trong hình thù như thế nào đâu các bạn, bởi vì rằng là mình click vào cái phần preview ấy Thì à, những cái link mà nó cho thì hiện tại thì không hiểu tại sao mà cái mạng Viettel mình đang dùng mình không vào được Thế ra rằng là chúng ta sẽ dùng nha các bạn, chúng ta dùng và xem kết quả thôi ở đây thì các bạn sẽ có cho mình để chính là npm install. Chúng ta sẽ là install to save to exact nhé. Chúng ta sẽ cài đặt cái thằng React này. React Perfect. Chúng ta sẽ React Perfect scroll bar này. Uh, scroll bar. Đấy rồi. Các bạn sẽ cho mình một cái nữa để chính là, là version 1.5.8 nhé. Chúng ta sẽ cài đặt cái thằng scroll bar version 1.5.8 này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ quay trở lại được với ứng dụng của chúng ta. Thì ở đây thì mình sẽ mở thêm một cái PowerShell nữa nha các bạn. Thì hôm trước thì mình đã dừng lại ở đây rồi. Thì bên trong thằng này các bạn sẽ paste vào và chúng ta sẽ enter nha thì uh, trong lúc mà chờ nó cài đặt đây các bạn này thì uh, mình sẽ lên đọc cái tài liệu của nó xem xem rằng là chúng ta dùng như thế nào này thì uh, đối với tài liệu của nó thì nó nói rằng là trước tiên thì các bạn sẽ import cái phần CSS này thì chúng ta sẽ cần cái phần CSS này các bạn này thì uh, các bạn sẽ copy cái phần CSS và chúng ta sẽ vào bên trong cái gọi là cái file index như các bạn chúng ta sẽ gộp hết nó vào trong này này thì uh, hôm trước thì chúng ta đã import cái thằng Bootstrap uh, này cũng như rằng là chúng ta đã import cái gọi là chúng ta đã import cái thằng uh, and progress này thì mình sẽ cắt cái đống này mình sẽ cho nó lại lại thành một cụm như các bạn mình sẽ cắt cái đống này mình sẽ cho nó xuống cuối cùng như thế này, nhìn cho nó đẹp cốt của chúng ta nha Đó rồi Trước tiên thì mình đã có cái phần CSS rồi Các bạn nhấn Ctrl S cho nó lưu cái file của chúng ta lại này Tiếp theo nữa thì mình sẽ cần phải đi tìm cái gọi là Sau khi mà các bạn import rồi thì chúng ta sẽ cần phải grab Tức rằng là các bạn sẽ cần phải import cái component này Tức rằng là cái phần nào ấy các bạn muốn cho có thành cuộn thì chúng ta sẽ cho nó cuộn nha. Thì mình sẽ copy cái phần này này. Các bạn để ý lại cái ví dụ của mình này. Thì ví dụ của mình đây chính là, là cái phần nội dung này các bạn này, cái phần nội dung bên trong thằng admin của chúng ta, chúng ta muốn cho nó cuộn còn cái phần header cũng như rằng là, là cái phần sidebar của chúng ta, chúng ta không cho cuộn đúng không nào? Thế ra rằng là bây giờ mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta, chúng ta sẽ cho cái phần phần body này các bạn này. Thì để làm điều đấy các bạn sẽ mở cho mình cái phần common này. Các bạn thấy rằng là ở đây thì của mình nó đã cài đặt xong rồi này, sau khi cài đặt thì nó tự động phát ra thôi. Thì ở đây thì mình sẽ xem xem nào. Đây. Các bạn thấy rằng là chúng ta đã có cái thằng React Perfect Pro 3 chúng ta đã có bên trong này rồi, chứng tỏ rằng là chúng ta đã cài đặt thành công rồi nha. Bây giờ thì các bạn sẽ quay lại thằng admin cho mình này. Thì bản chất của thằng admin đấy chính là là các bạn mở tiếp cái component admin chúng ta đang có một cái Deep đây này. Chúng ta sẽ bọc nó ở ngoài cái Deep gọi là cái div content này các bạn này, đây này. Chúng ta sẽ bọc cái phần ngoài đây các bạn này, tức rằng là cái phần admin main ấy, chứ là cái tức rằng là cái nội dung ấy. Thì ở đây thì trước tiên các bạn import cho mình cái component có tên gọi là Perfect Pro 3. Các bạn sẽ import cho mình. Tiếp theo nữa thì bên trong cái thằng admin main này các bạn này, các bạn sẽ bọc ra ngoài cho mình nhé. Chúng ta sẽ bọc cái gọi là ở đây thì mình sẽ gọi tới nó này, mình sẽ bọc tới nó nhé. Ở đây thì mình sẽ cần phải đóng tác cho nó một cái này. Thì ở đây thì mình sẽ đóng tác các bạn này. Mình sẽ bọc cái nội dung này, tức rằng là phần admin main của chúng ta. Thì mình sẽ bọc ở đây nha, mình sẽ bọc ở đây. Đấy, mình sẽ đóng tác như thế này. Xong. Thì như vậy rằng là mình đã bọc cái scroll bar của chúng ta gọi là bên ngoài cái phần admin main rồi. Các bạn sửa cho mình cái file admin.js nha. Ở đây thì mình nhấn control S thì nó đã dịch lại code rồi các bạn này. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với ứng dụng của chúng ta này. Thì hiện tại thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta vẫn chưa có cái gì. Mình refresh một cái các bạn này. Thì mình sẽ refresh một cái thì các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn xóa ỏng cách mạng như thế này. Thì trước tiên thì mình sẽ F12 đây cho các bạn. Chúng ta sẽ xem xem rằng là khi chúng ta bọc cái component đấy thì nó sẽ có cái gì cho chúng ta nha. Ở đây thì mình sẽ cần phải inspect lên các bạn này Thì có vẻ như rằng là admin main Đây chúng ta đã có một cái thằng pro Chúng ta đã có cái thằng pro size 3 md như thế này Tuy nhiên rằng là hiện tại thì chúng ta chưa hề có cái gì các bạn này Chúng ta chưa hề có thanh cuộn Thì có vẻ như rằng là chúng ta vẫn chưa làm được các bạn này Thì ở đây thì mình sẽ đọc tiếp cái tài liệu của nó xem nào Thì prop option chúng ta sẽ xem xem rằng là more info Có vẻ như rằng là ở chúng ta vẫn chưa chạy được các bạn này Ở đây thì sau một hồi fix lỗi thì mình cũng đã fix được cái lỗi của chúng ta rồi nha các bạn Thì chúng ta sẽ có một cái thanh cuộn như thế này các bạn này Thì ở đây thì mình fix như thế nào Đây chính là, là khi mình sẽ google như thế này các bạn này Tức rằng là, là sau này các bạn tích hợp một cái gì mà nó không hoạt động ấy Thì các bạn sẽ thêm cho mình cái từ gọi là not working nha Thì bây giờ thì mình sẽ lên stack of flow, thì mình sẽ đọc các bạn này thì cá nhân mình thì mình cũng đoán được ná ná cái vấn đề của chúng ta gặp phải rồi thì tức là cái thằng thằng thư viện này các bạn này thằng thư viện này khi mà nó bọc ngoài các bạn sẽ bắt buộc phải xét cho nó một cái chiều cao thì việc mà các bạn xét cho nó một cái chiều cao ấy nó sẽ biết được rằng là khi nào các bạn nên cuộn cái thanh cuộn cũng như rằng là khi nào nó bị overflow tức rằng là chúng ta sẽ cần phải tính toán chiều cao cho nó thành ra rằng là ví dụ như cái ví dụ trên stack overflow này này thì cái thằng này thì nó nói rằng là chúng ta không CSS gọi là không CSS chính xác ấy, tức rằng là incorrect ấy, các bạn thành ra rằng là nó cũng bọc như chúng ta các bạn này nó cũng bọc ra ngoài một cái dip tuy nhiên là là cái dip của nó đây các bạn này có một điều quan trọng đây chính là là nó có chiều cao như vậy rằng là đối với cái dip của chúng ta ấy, chúng ta sẽ cần phải cho nó một cái chiều cao nha các bạn tức rằng là chúng ta chưa cho cái dip của chúng ta một cái chiều cao thì làm sao thư viện nó biết được rằng khi nào nó bị overflow thành ra rằng là để tính cái chiều cao của chúng ta ấy, các bạn lưu ý rằng là cái nội dung của chúng ta này, cái nội dung của cái phần main này này, nó sẽ bằng 100% view 2, tức rằng là chiều cao màn hình của các bạn chúng ta sẽ trừ đi cho cái phần header này này, tức rằng là chúng ta sẽ tính toán như vậy. Thính ra rằng là bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái file admin nha, admin.css này. Cái phần header của chúng ta hiện tại chúng ta đang để cho nó là cao gọi là cao cao của chúng ta để chính rằng là, là 40 pixel. Thành ra rằng là đối với thằng admin main ấy, các bạn sẽ cho mình một cái chiều cao nha. Đây, các bạn sẽ cho mình một, một cái chiều cao để chính rằng là, là chúng ta sẽ tính toán các bạn này. Các bạn sẽ dùng cho mình cái hàm calculate ở đây. Chúng ta sẽ tính toán để chính rằng là, là 100 view 2. Chúng ta sẽ lấy chiều cao màn hình của các bạn ấy, các bạn sẽ trừ cho mình 40 pixel đây. Đấy. các bạn sẽ trừ cho mình 40 pixel như thế này. Đó. Rồi Trước tiên thì mình sẽ cho nó một cái như vậy và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại các bạn này. Thì ở đây nó nói rằng là à dấu trừ của mình các bạn lưu ý rằng là dấu trừ của chúng ta nó viết cách ra một xíu nha. Nó không hiểu số âm đâu các bạn. Đấy, rồi. Thì mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại các bạn này. Chỉ là một cái dấu cách thôi, tuy nhiên rằng là nó dẫn tới bị sai đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đã có thanh cuộn rồi đúng không nào? Tuy nhiên rằng là chúng ta có thanh cuộn ở ngoài như thế này thì nó khá trẻ xấu thì để fix cái lỗi này ấy, các bạn sẽ quay trở lại cái file app sns cho mình này bên trong cái file app ấy, các bạn sẽ cho mình một cái để chính là overflow chúng ta sẽ cho nó là hidden nhé đó rồi như vậy rằng là chúng ta sẽ cho thằng cha không có thanh cuộn thì các bạn sẽ thấy rằng là đây thì ở đây chính là thanh cuộn của chúng ta đúng không các bạn tuy nhiên rằng là đối với cái thằng thằng manage user của chúng ta đây các bạn này thì khi mà các bạn đây chúng ta mà ẩn cái này đi thì chúng ta sẽ không còn thanh cuộn nữa đây các bạn thấy rằng là thanh cuộn của chúng ta bị mất rồi này còn khi mà các bạn mở ra như thế này chúng ta có một thanh cuộn nha Tuy nhiên rằng là đối với cái table của chúng ta ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ cho nó một cái margin bottom để cho cái thanh cuộn của chúng ta nó cách ra một xíu này. Nhìn cái màn hình của chúng ta khá chỉ xấu đúng không nào. Thì để làm điều đấy thì các bạn sẽ quay trở lại cho mình cái phần table quiz này các bạn này. Đối với cái table của chúng ta thì các bạn sẽ cho mình một cái nữa. Đây chính là là MB nha. Tức là margin bottom mẹ Các bạn sẽ cho mình một cái. Đây chính là là thôi. Các bạn sẽ cho mình là MI2. Đấy rồi chúng ta sẽ cho nó là một MI2 như thế này các bạn này. MI là viết tắt của cái từ margin top và margin bottom thôi, nó lấy theo trục OI nha các bạn. Thế ra rằng bây giờ các bạn quay trở lại đây này. Thì khi các bạn lăn chuẩn như thế này thì cái thằng MI3 thì tại sao một cái thanh cuộn của chúng ta nó xấu như thế này các bạn nhỉ? Thì ví dụ ở đây thì mình sẽ mở cái phần ở tab 3 xác định của mình đi. Thì ở đây thì mình sẽ cho nó một cái đây, cái thằng thằng tab 3 của mình nó lên rồi. Thì ví dụ mình cho gọi là mình sẽ hai cái tab 3 của mình đi này. Mình sẽ cho ẩn cái tab 3 của mình đi. Bây giờ thì mình sẽ test lại cái này của chúng ta. Các bạn thấy rằng là khi chúng ta ẩn cái thanh tắt ba đi thì có vẻ như rằng cái table của chúng ta nó ắc màn hình như thế này. Thì nhìn nó khá chỉ là xấu đúng không nào? Thành ra rằng là khi các bạn tính toán chiều cao như thế này các bạn này, mình sẽ trừ cho nó là 50 pixel nha các bạn. Tức rằng là mình sẽ trừ cho nó 10 pixel ở ở dưới cái phần phần footer của chúng ta nữa, trừ đi phần header 40 này, mình sẽ cách cho nó gọi là mình sẽ cách cho nó mình sẽ cách cho nó gọi là thêm 10 pixel nữa. Đấy rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta các bạn này thì khi mà chúng ta trừ đi 10 pixel như thế này thì có vẻ như rằng là cái phần body này các bạn sẽ cho mình một cái là margin đối với cái thằng bên này của chúng ta các bạn này. Đối với thằng bên này các bạn sẽ cho mình một cái để chính là margin nha. Uh, margin bottom nha. Chúng ta sẽ cns trực tiếp thằng này để chính là 10 pixel đấy. Mình sẽ cns cho thằng cha như thế này. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thì các bạn sẽ thấy rằng là đối với cả ứng dụng của chúng ta thì khi chúng ta margin 10 pixel như vậy thì nó vẫn chưa ăn nhỉ. Ở đây thì sau một hồi fix lỗi thì cuối cùng thì mình cũng đã fix được cái lỗi của chúng ta nha các bạn. Cái này là do sai sót của mình thôi. Thì như cá nhân mình chẳng hạn này thì mình Google một hồi đấy các bạn. Mình sẽ xem xem rằng là bọn đấy nó dùng như thế nào đấy các bạn này. Thì mình Google một vài cái ví dụ như rằng là React Perfect, Global Not Working. Ấy. Mình đọc thêm những topic ở đây. Ấy thì mình có một cái phần ví dụ nó dùng đấy các bạn này ví dụ nói dùng đấy chính là là chúng ta sẽ cần phải xét cái chiều cao của cái dip ấy, nó nằm ngoài cái thằng perfect scroll bar lúc trước thì chúng ta lại để cái phần perfect scroll bar ở ngoài cái dip chúng ta cần thành ra rằng là cái phần nội dung này các bạn này phần nội dung chúng ta sẽ cần phải cho nó vào bên trong thành ra rằng ấy, khi mà các bạn quay lại cái file css của chúng ta ấy, ở trước tiên các bạn sẽ mở cho mình phần admin các bạn sẽ cho cái thằng perfect scroll bar các bạn sẽ bọc bên trong cái thằng outlet như thế này cho mình nhá trước tiên thì các bạn sẽ sửa như thế này thì à, bây giờ thì mình sẽ giải thích tại sao mà mình thấy cái lỗi ấy. Đấy chính là, là, bên phần admin này các bạn này Chúng ta đang set chiều cao cho thằng cha đúng không nào Trong khi rằng là cái ví dụ nó dùng ấy Nó set cho cái chiều cao ở ngoài đây các bạn này Và cái thằng Perfect Pro Bar nó nằm ở bên trong Thành ra rằng là các bạn trong code của chúng ta ấy, Các bạn sẽ mua thằng này vào bên trong cho mình Đó thì nó chỉ đơn giản như thế này thôi còn bên cái file gọi là bên cái file manage user này các bạn sẽ để lại cho mình cái list này chúng ta sẽ để là padding 10 15 pixel nha đó mình sẽ để cho thằng list đi theo padding 15 pixel Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại với ứng dụng của chúng ta ấy. thì cái gọi là cái table của chúng ta nó sẽ xem full được như thế này các bạn này khá chỉ là đẹp đúng không nào. Chỉ là một cái lỗi khá chỉ là nhỏ thôi, tuy nhiên rằng là, là khi mà chúng ta gọi là chúng ta làm sai cái thanh scroll bar này thì trông nó khá chỉ là xấu về giao diện. Như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã tích hợp thành công cái thanh cuộn cũng như rằng là chúng ta đã làm được một cái giao diện khá chỉ là đẹp rồi. Thì trước khi kết thúc video này mình sẽ review có phải thay đổi nha. Ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là trong video này thì chúng ta đã thay đổi khá nhiều file Trước tiên thì mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta cài đặt và tích hợp cái thư viện có tên gọi là React Perfect Pro bar các bạn này, version của chúng ta là 1.5.8 nha. Tiếp theo nữa thì bên trong file app của chúng ta các bạn này, bên trong file app.sns các bạn lưu ý rằng là chúng ta sẽ cho một thuộc tính đấy chính là overflow hidden để cho nó ẩn cái thanh gọi là thanh cuộn mặc định của trình duyệt nha. Ngoài ra thì bên trong cái file index này các bạn sẽ cần phải import cái gọi là ở đây thì mình đã tổ chức code lại của chúng ta. Thì các bạn sẽ cần phải import cái gọi là cái dòng CSS của thư viện của chúng ta thì trông nó mới đẹp. Tiếp theo nữa thì bên trong cái file admin các bạn sẽ import cho mình cái component có tên gọi là perfect robot nha. Thì ở đây thì cái phần mà chúng ta muốn cho nó cuộn chuột đấy chính là cái nội dung chúng ta generate động này các bạn. Thì phần outlet này thì mình sẽ cho nó cuộn này. Tiếp theo nữa thì bên trong cái phần admin sns thì đối với các class có tên gọi là admin main ấy các bạn sẽ cho mình một cái chiều cao chúng ta sẽ lấy động nha. Chiều cao ở đây thì mình sẽ tính bằng 100 cái view 2 chiều cao của màn hình của chúng ta chúng ta sẽ trừ đi 40 pixel. Cuối cùng rằng là bên trong cái file table quiz này các bạn này thì ở phần header này các bạn sẽ cho mình là mi2 nha ở phần header này, này như vậy thì chúng ta đã có tất cả các file mình thay đổi trong video này rồi thì trong quá trình thực hiện video này nếu như rằng các bạn có đi gì vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại cho comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo